Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay tôi đang đứng cạnh đây là một cái siêu phẩm, một cái siêu phẩm đến từ cái hãng của Dosan. Cái siêu phẩm này đã làm mưa làm gió trong suốt cái khoảng thời gian qua. Siêu phẩm này đâu đó có giá trên 1 tỷ đồng. Thì không biết cái siêu phẩm này đến từ hãng Dosan này nó có cái gì đặc biệt, nó có cái gì khác lạ và nó có những cái gì nổi trội mà lại được người ta săn đón và truy lùng mua nó nhiều đến thế. Chỉ trong suốt cái khoảng thời gian qua ấy, con máy này, cái dòng này ấy, là được mua nhiều nhất và được bán chạy nhiều nhất. Chính vì vậy là nó đẩy giá của con này lên rất là cao. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn và đi vào tìm hiểu sâu hơn về cái dòng này nha. Bây giờ tôi sẽ bước chân vào đi tìm hiểu nha. Rồi. Không phải bàn cãi nhiều các bạn ạ. Đây chính là con Dosan DX140. Nhưng mà thoạt nhìn, các bạn thoạt nhìn nếu mà ở từ phía xa như vậy, chắc chắn các bạn không biết đây là dòng máy đời bao nhiêu. Và không hiểu tại sao cái siêu phẩm này đâu đó trên giá 1 tỷ này và nó lại được săn lùng và được mua nhiều nhất, đúng không ạ? Thì tôi sẽ bật mí cho các bạn luôn. Và là đây là dòng Dosan DX140 đời 2009. Thì cái dòng này thì đang được săn đón rất là nhiều. Con này nếu mà mua bãi về rồi mà không có nhu cầu sử dụng nữa mà bán lại ấy, thì rất sẵn lòng nhiều anh chàng sẽ móc hầu bao ra để mua con này dinh em nó về. Đó. Thì đầu tiên vẫn như thường lệ thôi các bạn ạ. Dosan DX140 thì sở hữu là cái gầu dung tích 0,5 m³. Con này thì có đường tháo lắp nhanh, có tháo lắp nhanh luôn. Và cụ thể hơn, con này đang mang trong mình một cái kim. Đây các bạn này. Đây chính là cái kim. Kim này thì có thể là dùng để bóp bê tông này. Đấy, chủ kim này chủ yếu là dùng pha giữa thôi. Đấy, kim to quá, cực to luôn, xi lanh cực to. Đó. Và không có gì thay đổi cả. Gầu của nó vẫn là dung tích như cũ. Đấy, đây là cần. Con này thì vẫn có đường búa zin. Đường búa zin. Tất cả các hệ thống TIO như xi lanh này thì vẫn chưa chảy dầu các bạn này. Dòng này vì dòng này làm rất là bền. Đây. Vẫn còn xi lanh, vẫn còn zin nhá, phớt phiếc vẫn còn zin này. Đó, về bên phần trên pi cần thì đây chính là siêu phẩm của Dosan, thì chắc chắn là nó phải mang tên là Dosan rồi. Dòng chữ Dosan rất là nổi trội ở đây, được chưa ạ? Đó, đấy là phần trước đây các bạn này. Đây chính là tộc mặt trước của nó, thì khá là giống các cái dòng máy đời thấp hơn. Thì con này nó vẫn là màu sơn, như chủ đạo của nó là màu đỏ nhạt. Đấy. Thì cái dòng này tại sao mà được săn đón rất là nhiều các bạn? Dòng này rất là bền. Bền là cái mức độ nào các bạn? Sau khi những con này mua về sử dụng này, hầu như cầu này, gầm may ơ vẫn còn ngon này. Đây cụ thể hơn con này là đây là ở cái phần cầu này. May ơ này, chưa chảy này. Rất là khô. Đấy, máy đi làm không có thời gian sửa chữa rửa nên là nó vẫn là khô rang. Đây. Các bạn thấy không? Rất là khô nhá. Đấy, những cái áp cái khớp thế này là hiện tại là đang thiếu mỡ, chưa bơm này, nên là nó hơi khô chút xô. Còn lại là vẫn là ngon. Tiếp theo gì? Về phần hệ thống quay toa các bạn này. Hệ thống quay toa hầu như không có chảy dầu, chảy mỡ xuống dưới. Đây. Rất là bền luôn. Được chưa ạ? Đó. Rất là bền. Còn rất là khô ráo luôn. Đấy, máy đi làm nhiều nên là chưa mang về sửa chữa được, rửa ráy được nên là hầu như nó bị đấy. Kế tiếp theo là con này đang sở hữu là gì? Đây, một cái chuông rất là to. Đấy, cái nồi này, Meyer này, cực kỳ to. Đó. Thì con này, thì con Dosan DX140 này, nó sở hữu là 13 tấn. Đấy, con này cân nặng là 13 tấn. Và tốc độ di chuyển tối đa con này chỉ khoảng 37 km/h theo thông số của nhà sản xuất nhé. Đó. Và thứ hai tiếp theo là nó sử dụng hệ thống lốp kép này. Con này sử dụng hệ thống lốp kép thì các bạn vẫn biết rồi. Cầu thì hộp số vẫn đẩy từ đằng sau đẩy lên, được chưa ạ? Ở giữa thì là trục cạc đăng và bi khoang, bi treo. Ok, đây. Thì đây là dòng DX140 nên nó sẽ có chữ là DX140W. Đây là DX140W nổi rõ cái tem. Về phần hông bên này thì nó gồm có những cái lỗ tản nhiệt để thoát được hơi để giúp cho máy mát thêm. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái nắp từ đây. Nắp từ đây. Wow. Nội thất về phần bên này khá là đẹp.
Thì ở phần bên này thì đây chính là cái lọc gió, các bình nước phụ, đây là lọc, những cái lọc két điều hòa, két làm mát. Đây thì là một cái bình tích áp, gồm có hai cái bình tích áp. Đây là cái phin lọc, lọc ga, lọc của điều hòa. Đây là phin lọc các bạn nhé. Đây là chính là lọc phanh. Con này là có hết thông số của thằng Dosan, Dosan Ifrocoil Ltd này, công ty trách nhiệm hữu hạn gì đấy. Đây là bình nước gạt kính, có thằng cha gạt nước gạt kính, mình thiết kế bình nước gạt kính nó nằm bên này. Một số cái khác như là các hệ thống con van điện đây, van điện gì thì mình không tìm hiểu sâu, nhưng đây hệ thống con van điện, con rơ re điện là nó nằm hết ở bên này các bạn nhé. Đó, okay. Bên này thì nổi trội như thế nhé, đây là tem của nó. Thì kế tiếp theo dòng DX140 đời 2009 các bạn này. Thì dòng DX trở lên thì nó đã có những cái gạch chắn gạch đá này giúp khi mình xúc nó không bị rơi vào ti ô và các xi lanh đó. Hệ thống đèn thì con này gồm có 3 đèn, đèn tròn gồm 3 đèn, có camera ở kia, nhưng con này đi làm bị va camera nó rơi vào rồi, thì những cái yếu tố này thì là ngoại cảnh, mình bỏ đi, mình không cần thiết, không cần lắp cũng không sao. Đó, đấy là ngoại cảnh. Đây Dosan, chữ Dolo Dosan nổi bật luôn, in và đối trọng. Ok, đây đến về phần hông bên này các bạn nhé. Điện tiếp theo đến về phần hông bên này thì là đây, wow, khá là đẹp. Bỏ ra tầm tiền 1 tỷ đồng để mua những con máy này cũng khá là xứng đáng các bạn, nhìn rất là khô ráo. Con này thì nói thật với các bạn là chỉ bán tầm 900-950 có người hốt về ngay, không nói năng gì luôn, bê về luôn, về luôn. Đấy, đây tôi mở bên này nha. Ok, đây các bạn có thể thấy không, 209 về sử dụng rất là lâu rồi nhưng mà hệ thống bơm rất là ngon. Đây chính là cái lọc khiển các bạn nhé, đây cũng lọc khiển cũng có tên hãng Dosan, bơm của nó rất là ngắn, ngắn ngủn ngun thôi. Đấy, bơm rất là gọn đẹp. Bên trên đây bơm thì nó có cái mã số và ký hiệu của bơm E3805. Đây, các bạn có thể thấy rõ đây. Đấy, bên này thì chỉ có một khoang bơm, một khoang bơm, không có gì nhiều. Đấy, tôi sẽ đóng lại. Ok, 140 các bạn, dòng DX140 rất là dễ tìm. Thì bây giờ tôi sẽ lên xem cái dòng máy này, động cơ nó sử dụng động cơ gì và động cơ bao nhiêu máy và nó có hệ thống gì ngon không nhé. Sao mà dòng siêu phẩm này là khá là đắt. Ok, bây giờ sẽ lên trên. Đây đây bạn ơi, thì con này mới bị bục ti ô nên là nó bị ướt ở đây, chứ không nó rất là sạch. Đây là gồm có các gì, hệ thống quay toa. Đây là quay toa, các ngăn kéo, bộ phân phối dầu mỡ, rồi các hệ thống ti ô được đấu bắt vào đây. Đấy, được đấu bắt vào đây. Nó nối phân chia dầu mỡ đi. Đấy. Trên đây chính là cái nắp capo. Đời này nắp capo rất là nhỏ, gọn. Đây là rất là dễ mở. Ok. Đây, đây nắp capo tôi sẽ mở lên cho mọi người chiêm ngưỡng cái động cơ hút hồn. Wow, động cơ thì nói bảo nguyên một cái mùi mới thì là nói dốc, nhưng mà nhìn rất là đẹp, không có cái gì nói hơn được một cái từ đẹp cả. Rất khô, cực kỳ khô luôn, nó khô đến nỗi mà móng bụi cần bám dính chắc vào đây các bạn ạ. Ok, đây thì gồm có mấy cái bộ phận như là két nước làm mát này, két thủy lực này. Đấy, thì đây, phần bên này tôi sẽ sang bên đây, đi từ bên này trước. Thì đây chính là bộ phận điều hòa này. Đây là phần turbo này. Đấy, con này thì sử dụng động cơ máy 6 này, 246 này, thấy chưa? Đây, 246, động cơ máy 6, động cơ của hãng Dosan luôn. Lọc dầu này, đây là con cảm biến này. Đây là con cảm biến này, đây có con cảm biến này. Cái dòng này rất ít cảm biến các bạn ạ, không có nhiều đâu. Đây một số như là bơm lái này. Đấy. Rồi đây trên đây là ghi thông số của hãng Dosan này. Đây là thông tin năng lượng máy Dosan. Đây, tốc độ tối đa là 2000 vòng trên phút này các bạn này. Tốc độ 2000 vòng này. Rồi đóng những cái mạc là động cơ này. Rồi một số cái lung tung. Đấy, mình không giải thích gì nhiều. Đây có độ thăm dò.
ok. Và thì cái điểm tại sao mà con máy này là nó đắt như thế, các bạn có biết tại sao không? Để mà được ưa chuộng không? Động cơ con này rất là bền, động cơ hầu như không xì xẹp nhiều. Và đặc biệt con này đời 2009 nó rất ít cảm biến. Tức là cái dòng 206 ấy, 207 ấy thì là nó dạng kiểu dòng thường, không có điện mấy. Nhưng dòng này tự như là có điện nhưng mà rất ít, nó không như những cái dòng như 212, 213. Nên là động cơ con này rất là bền và hầu như được người ta săn đón rất là nhiều, cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, dùng mà còn bền. Bây giờ tôi sẽ vào cabin để các bạn xem là cái dạng đời này như là nó có khác cái đời 2013 không, chứ tôi review cho mọi người, và khác cái con 206, 207 không. Ok, đây, vào cabin nhé. Mở khóa đâu, cabin thì không dọn dẹp. Ok, con này đặc điểm nổi bật các bạn có thể để ý gì không? Có cái khóa an toàn rất là hay, khá an toàn. Khóa này nhá, nó rất là không gãy được đâu. Gãy làm sao được, nó dẻo như vậy gãy làm sao. Cái này để giúp cho là mình đi ra đi vào chỉ cần va vào phát vậy là tắt, là tay trang nó không hoạt động, đúng không ạ? Đó, cái khóa an toàn. Tiếp theo, con này có một cái ghế hơi xịn xò đấy ha, rất là êm. Các bạn ấn vào đây để nó sẽ bơm hơi, bơm hơi nhá, bơm hơi cho các bạn khi mà các bạn ngồi trên nó êm. Ok, lên trên cabin thôi, khá là bừa bộn. Wow, có cả ví của ai đấy, không biết có tiền không, tí trộm luôn bây giờ. Ok, tôi đã ở trên cabin. Thì đây chính là cái vô lăng của con này. Tôi sẽ đẩy ghế vào trong. Đây, vô lăng của con này và màn hình của con này. Thì ở bên này thì gồm có các nút như là sấy dầu nóng, sấy ghế này, đèn này, nâng ben hạ ben, một cái tay trang. Còn đây chính là cái hệ thống như là đèn ưu tiên này. Đây là tốc, đây là chế độ làm việc, đây là chế độ di chuyển này. Di chuyển thì không hoạt động tay trang. Bên này thì gồm có xi nhan, bên này thì gồm có số, các bạn có thể nhìn thấy rõ không? Tôi đang để số 3. Con này gồm có 3 số. Thì đẩy lên ở trên là tiến, cái này là lùi. Có 3 số này thì các bạn đang di chuyển, các bạn chỉ cần bật và chuyển là nó chuyển luôn, chứ không phải là như các dòng máy 55 là phải dừng lại mới chuyển được. Đấy, có quả màn hình rất là xịn xò. Bên này thì gồm có các nút như là đèn, đây là điều khiển đài, cân bằng, đèn đề mi, đèn chiếu xa. Ở đây là búa bắn kìm này, búa này. Ở đây là nút công tắc đỗ xe, đây là dàn hệ thống điều hòa. Dưới này thì gồm có nút tháo lắp nhanh, ga tay và chìa khóa đây. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái phần mở chìa khóa lên các bạn xem này. Rồi, Doosan Infinity. Đấy, con này thì đặc biệt các bạn ạ. Con này thì đặc biệt là có bắt guốc cài, cài bắt guốc. Đây, con này thì lại có cài bắt guốc. Đấy, thì cái bắt guốc này tránh xâm nhập và tránh những người không có mật khẩu thì sẽ không vào được. Đây, tôi đã có mật khẩu, tôi sẽ vào cho các bạn xem. Ok, đấy, khi các bạn nhập đúng mật khẩu nó sẽ mở ra cái màn hình như thế này. Một cái màn hình như thế này thì nó gồm cái đồng hồ hiển thị như là đồng hồ báo nhiệt độ nước, đồng hồ báo dầu và đồng hồ báo nhiệt độ dầu thủy lực. Trên đây thì gồm các dòng như đây là ngày tháng, thứ và đây là giờ. Đây là các đồng hồ cảnh báo khi mà máy chưa nổ. Đấy, đây có chế độ như là eco, tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ auto là chế độ này, là chế độ ga tự động. Đây, các chế độ làm việc. Còn đây là một số các phím chức năng. Đây là camera, camera hỏng rồi, hầu như không bấm được. Đây, nó chỉ như vậy thôi. Thì con này đề, tôi sẽ để cho các bạn nghe tiếng máy của thằng DX140 như thế nào nhá. Nghe này, các bạn có thể nghe. Ok, các bạn có thể nghe thấy không? Rất là hay, rất là vui tai, nghe rất là giòn. Bây giờ tôi sẽ đạp nổ cho các bạn nghe này. Đó, dòng DX này các bạn nghe thì không phê thôi ấy. Nghe cực kỳ phê luôn. Tôi đạp ga vòng lên này, nó lên vòng tua này. Đó, thấy chưa? Đây, thay đổi chế độ này. Đấy, tắt ga tự động đi này. Những cái phím này thì nó chỉ đơn giản. Con này nó không có cảm biến gì nhiều đâu, nên nó không báo ở trên này đâu. Các cái dòng 213 ấy thì các bạn có thể truy cập và xem các hệ thống cảm biến này, nhưng con này chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên và thử nâng gầu hạ gầu cho các bạn cùng xem nhé. Đây, các bạn
có thể nha. Nhớ bật khóa an toàn lên thì các bạn mới di chuyển được nha. Đây. Đấy, các bạn phải tắt khóa đi, các bạn mới nâng được nha. Đó, thấy chưa? Dòng này thì nghe tiếng máy thì khỏi chê rồi. Khá là hay. Đó. Đấy, tôi chỉ thử vậy thôi. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi thử máy rồi nghe tiếng máy cực kỳ là hay. Con này nghe thì cực kỳ bao phê luôn. Động cơ này, tôi đóng kín cửa cabin hầu như các bạn không nghe thấy tiếng động cơ luôn. Đó, động cơ ú rất là êm ru, rất là nghe phương tay. Ok, coi như là về phần này thử máy là đã xong. Ok, thì ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái siêu phẩm này. Siêu phẩm được mang tên là Losan X của 40 đời 2009. Chắc hẳn các bạn xem xong video này cũng có thể là có cái nhìn mới lạ hơn về cái dòng này nhé. Dòng này dùng được bền và dòng này hiện đang là bán top 1 luôn. Dòng này đang được săn đón rất là nhiều và bán chạy cực kỳ nhiều. Đấy. Thì hôm nay tôi đã mang đến cho các bạn trải nghiệm dòng siêu phẩm Losan X 40 đời 2009. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.